Hàng về mẫu mới về, áo Phongmopi ngon bổ rẻ bà con ơi. Truy cập ngay chatmarẻ.vn, link dưới mô tả nhé. Spoiler One Piece 1032, nàng công chúa xuất hiện, vợ chồng Zoro, Hiyori song kiếm hợp bích. Yo, xin chào 500 anh em băng xăm soi, lâu quá không gặp, 2 tuần rồi mới gặp nhau ở trong video cập nhật nội dung chắp mới cho anh em. Nhớ anh em gần chết luôn đấy. Và chương mới hôm nay thì có khá nhiều diễn biến gay cấn. Mọi người thích đưa cái hot nhất lên trước hay từ từ mức độ tăng tiến tính tò mò nhỉ? Chắp trước dành quá nhiều thời gian cho anh ba bị ghẻ Sanji. Bàn về pha tự tay thọt vái bóp nát bộ hết xui, làm đau đớn cả những người ngoài cuộc như chúng ta. Có gia vị con ghẻ rồi thì cũng không thể vắng mặt mùi vị con cưng, đúng không các đồng chí? Nhiều người bảo thì quay đi quay lại nó mất hay, ấy thế mỗi lần như thế nhá, lại là một cái mới mẻ xảy đến. Mình tin spoil thông tin này sẽ không làm bất cứ ai phải thất vọng đâu. Nói đến đây thì hẳn nội dung chính hôm nay anh em biết là bàn về ai rồi chứ? Con cưng số 1 của tác giả, phò mã của tộc Kozuki, Zoro Noa Zoro chứ còn ai nữa. Và bên cạnh đó, tình hình vụ bắt cóc giữa ban ngày của Robin cũng có một chút biến cố mới. Ok, không để anh em nóng đít thêm nữa, hãy cùng xăm soi Spoilerman đến với One Piece Chapter 1032. Hiyori xuất hiện, vợ chồng Zoro song kiếm hợp bích. Điểm qua một chút diễn biến chắp trước, kẻo anh em lỡ quên. Chương 1031, tình hình trận chiến của Big Mom và Law Kid ở hồi căng thẳng nhất, khi mà đẳng cấp của hai bên đã vươn tới trình độ thức tỉnh trái ác quỷ. Và cùng với đó, lời căn dặn thấm đẫm yêu thương của Sanji dành cho Zoro hạ sát mình ngay sau khi mà trận chiến kết thúc. Bên anh ba có biến, ắt hẳn chiến trường nơi đào tạo đang đứng cũng phải có chút gì đó gay cấn. À, thật vậy, chapter này đổi chiều quay hẳn hướng sang về Zoro với King. Cụ thể như nào, chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của spoiler này. Chương mới 1032 mang tên Thanh kiếm yêu dấu của Oden. Tiêu đề mở hàng cho một loạt sự kiện hấp dẫn cho kèo đấu của Zoro cũng như là thân phận bí mật của anh sắp tới. Brook và Robin chạy thoát, CP0 bị cầm chân. Trở lại tình hình loạn xạ ở tầng 2, nơi mà CP0 bắt đầu hành động. Sau khi mà Brook mang theo Robin nhảy xuống tầng dưới, tại đây thì còn một số chiến tướng như Kawamatsu, ngự lâm quân tộc Min và hai cựu đội trưởng băng dâu trắng. Họ vẫn đang chiến đấu chống lại bọn lính khát máu, đồng thời thì tìm mọi cách thoát khỏi đám cháy ngày càng một lớn hơn. Bất thình lình, Marco hóa Phượng Hoàng cùng với Izo gấp rút định làm điều gì đó. Có vẻ như họ đã phát hiện ra hai tên CP0 bám đuổi Nico Robin. Chỉ sự đe dọa nghiêm trọng này mới buộc anh đầu dứa phải bật mốt Doan thần thoại. Trước đó không lâu, anh vừa kiệt sức sau trận đấu dài hơi với kinh hỏa hoạn. Càng không có chuyện sử dụng năng lực chỉ để dẹp bọn lính lác. Marco và Izo vẫn đang đi chung hỗ trợ nhau, vừa canh chừng tên CP0, vừa có thể để mắt tới sự an nguy của Robin. Tuy nhiên, tác giả sẽ không để đầu dứa phải cày cuốc chiến đấu thêm ngay lúc này đâu. Nhiều đó ở sảnh ca múa nhạc là quá đủ rồi. Ở bên dưới, tên number Fuga xuất hiện từ chắp trước vẫn đang đuổi theo Yamato. Dường như họ biết nhau từ trước. Ngay khi thấy Yamato xuất hiện, Fuga lập tức đập vỡ bức tường, không hề có ý tấn công vào người cô ấy. Đồng thời quái thú ba đầu cũng nhận ra sự hiện diện của tên number và gọi đúng tên là Fuga. Sự xuất hiện của ba tên quái vật khổng lồ vô tình dấy lên giả thuyết rằng chúng chính là ba samurai từng bị nhốt cùng với Yamato năm cô ấy 8 tuổi. Thoạt nhìn chúng có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên giả thuyết này vấp phải một vật cản là với ý chí bất khuất của samurai không có lý nào lại chấp nhận làm vật thí nghiệm, còn là thuộc hạ của Kaido. Nếu không may sự thật đúng như vậy, có lẽ ba người họ đã chấp nhận một sự đánh đổi nào đó. Chưa có bằng chứng xác nhận giả thuyết này, tuy nhiên với việc Yamato quen biết Fuga, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Có hai trường hợp xảy ra, một như giả thuyết trên, hai Yamato là con trai của Kaido nên biết về bọn number dưới trướng cũng khá dễ hiểu. Hiện tại cô thì không còn có thời gian đứng lại giải thích cho chúng ta biết rõ sự tình, nhiệm vụ tiêu hủy kho đạn quan trọng hơn bao giờ hết. Từ trên cao, Brook ấm chị đẹp Robin nhảy vút xuống thoát khỏi tầm đánh của tên CP0. Cú đáp rất chuẩn xác khi mà họ rơi trúng đầu tên Fuga khiến nó giật mình. Khác với những tên number từ 4 đến 10, như đã nói, Fuga, Inbi, Zanki trông rất đặc biệt. Chúng điềm tĩnh cũng như nhìn khá nguy hiểm,
Pha hạ cánh của Brook coi như tạm thời cắt đuôi được sự truy đuổi của Super Bowl. Vấn đề tiếp theo là ông ấy sẽ xử lý thế nào khi mà bản thân đang đứng trên đầu một con quái vật khổng lồ nổi tiếng ở trong bao bách thú. Tên CB0 nhanh chóng lao vụt tới nhưng bị quỷ lửa của Kansuro cản lại. Ngọn lửa vô tình khiến hắn tạm thời bị cầm chân. Thậm chí trong một lúc sơ hở, gã đeo mặt nạ bị thương không phải do hắn yếu mà là con quỷ lửa khổng lồ quá mạnh nướng hết mọi thứ trên đường đi. Tính ra CB0 cũng không đáng sợ lắm như lời đồn, lại còn đen nữa. Qua đó chứng minh con quỷ Kazenbo do Kanjuro dùng hơi thở cuối cùng vẽ nên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu không tìm cách xử lý nó mau, kho đạn dược sẽ gặp nguy hiểm trầm trọng, đúng như âm mưu của tên Orochi đại gian thần. Tầng 2 náo loạn, Apo và Xrd góp vui. Chiến trường ở tầng 2 cơ bản hỗn loạn, càng trở nên xào xáo hơn, toàn những dân chơi thứ thiệt. CB0, đồng minh Samurai, quỷ lửa và cả Number, những con quái vật tụ họp về một điểm. Apo đang tháo chạy trước sự truy đuổi của Xrd. Trên đường đi, hắn phát hiện vị trí của tên CB0 đeo mặt nạ, lập tức lấy máy ảnh ra chụp hình lia lịa để được bất tử. Theo lý thuyết cộng đồng mạng, người nào cầm camera dù trong tình thế hiểm nghèo thế nào cũng sẽ thoát khỏi án tử. Liệu sự thật có đúng như vậy hay không? Chưa biết Apo có toàn thây hay không, trước mắt hắn cần lắm một vài tấm ảnh này để báo cho liều báo Morgan. Nếu may mắn sống sót, tên kèn tàu sẽ kiếm được khối tiền. Apo tin rằng nếu thông tin Superpol thương thảo tứ hoàng Kaido lan ra ngoài, đây sẽ là một món hời ảnh hưởng đến thanh danh của chính quyền thế giới. Tên đeo mặt nạ không quan tâm tới khứa tóc dài cho lắm, hắn nhận ra Xrd. Theo tiết lộ, Superpol cấp độ này biết được thân phận cờ đỏ, gián điệp được hải quân cử đi. Vì lý do nào đó, họ đối đầu nhau, CB0 với Apo và Xrd. Có vẻ như đây đơn giản chỉ là màn chào hỏi. Chúng thì không có nhiều mục đích để trở thành kẻ thù. Và hơn hết, nhiệm vụ bắt giữ Nico Robin vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong khi hai tên đeo mặt nạ lộ diện, tên thứ ba vẫn đang ẩn náu ở đâu đó. Tên này sẽ là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Brook và Nico Robin. Diễn biến đám cháy tầng 2 tạm thời dừng lại ở đây, chuyển sang chiến trường ở bên ngoài lâu đài. Tiếng đàn Samisen vang lên, thanh kiếm Enma phản ứng. Cuộc gọi của Sanji không chỉ làm cho Zoro cảm thấy khó hiểu, nó còn khiến anh thêm gánh nặng về việc phải thắng được kinh hỏa hoạn thì mới đủ điều kiện thực hiện lời hứa hạ sát thằng ba. Nhưng mà nói thì dễ, đánh mới khó. Càng chiến đấu, Zoro càng thở dốc, dù sao anh chỉ vừa hồi phục sau giấc ngủ dài. Đầu tảo dần cảm nhận rõ sự khó chịu mà tên Okanban mang đến. Tên này có thứ gì đó bí mật ẩn sau lớp mặt nạ. Hiện tại, Kinh đã hóa lại dạng người và chiến đấu với thanh kiếm màu vàng của mình. Theo hình ảnh cho thấy, cơ thể tên này không hề giống một người bình thường. Có vẻ như hắn ta cũng biến đổi cấu tạo ở bên trong như thằng khứa quyên dịch bệnh, mức độ thấp hơn. Sau một hồi giao chiến với dạng người và dạng khủng long, Zoro thì bằng óc quan sát nhạy bén đã nhận ra điều khác thường. Tên này thì không thuộc bất kỳ một chủng tộc nào anh ấy chạm trán trước đây. Một câu hỏi đặt ra trong đầu. Hắn ta là người cá hay là con lai của người khổng lồ? Hắn mang sức mạnh mình chưa bao giờ thấy, sẽ không thể đánh bại được hắn nếu không khám phá ra bí ẩn này. Lời thú nhận của Zoro chứng tỏ anh đánh giá rất cao sức mạnh của tên Okanban sử dụng năng lực hệ hỏa. Khi chủng tộc Runarian được tiết lộ, Zoro thì còn ngủ trong cái kén. Anh không hề có một chút thông tin nào, chắc phải đợi thằng Kinh nó tự nói ra mà thôi. Không thể đánh bại được hắn nếu không giải mã bí ẩn này. Câu nói chứng tỏ sự thật đằng sau gương mặt của Kinh sắp được phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Lý do thực sự là gì mà hắn lại bịt tất cả bộ phận trên cơ thể chỉ chừa đôi mắt? Một bí ẩn đáng được mong chờ. Trận chiến giữa Kinh và Zoro đang ở hồi căng thẳng nhất thì bất chợt có tiếng đàn vang lên xen ngang giữa họ. Tiếng đàn Samisen từ đâu phá vỡ bầu không gian căng cứng, mỗi lúc một gần rõ ràng hơn. Đang quýnh lộn với phản diện mà EDM nổi lên thì anh em biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đó. Haki chính nghĩa sắp được bắp chứ còn cái quần què gì nữa. Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện, thanh kiếm Enma trên tay của Zoro phản ứng dữ dội với giai điệu ấy. Dường như nó muốn đi ba lắm rồi. Nhạc lên, Enma bắt đầu quẩy, quẩy rất là nhiệt tình luôn. Xung quanh thanh địa ngục tỏa ra sức nóng, bắt nhịp rất tốt, càng lúc càng theo đúng giai điệu bài hát. Đến đây, 80% người gảy đàn không ai khác chính là công chúa Hyuri, Oran số 1 Wano và là người sử dụng đàn Samisen rất nổi tiếng. Chưa có thông tin xác nhận nhưng mà khả năng cao là vậy. Đến Enma còn biết nhận ra người quen cơ mà. Trước khi mà trao đổi thanh thu thủy, Enma từng thuộc về chủ nhân là con gái của Oden.
Nó giống như một phần linh hồn của vị samurai quá cố đang phản ứng với tiếng đàn của người con gái. Nếu anh em tinh ý, hẳn có nhớ đoạn hồi tưởng tâm linh giữa hai người. Khi mà Hiyori hỏi cha mình về việc đánh đàn cho ông nghe, Oden đã trả lời: "Con hãy đàn trong đám tang của cha." Từ đó Oden thì chưa bao giờ có dịp nghe con gái mình thể hiện. Tiêu đề chương 1032, Thanh kiếm yêu dấu chắc chắn muốn gợi lại ký ức này, mở đường cho sự xuất hiện cực kỳ quan trọng của em gái Momo là Kozuki Hiyori. Một điều nữa càng củng cố thêm luận điểm người cầm đàn là đệ nhất Oran một thời, Orochi cũng nhận ra tiếng đàn quen thuộc ấy. Tiếng đàn từng khiến biết bao nhiêu kẻ đàn ông chết mê chết mệt, trong đó tất nhiên là có tên Shogun tàn ác. Khi hắn nghe thấy giai điệu này, Orochi thì không ngần ngại đi thẳng về nơi mà phát ra nó. Thoáng chốc hắn tìm được vị trí chính xác và nhận ra người đang gảy từng phím đàn ấy. Danh tính của người đó vẫn chưa được xác nhận, nhưng nhắm mắt thôi ta cũng biết đó là ai. Sự xuất hiện này của Hiyori nếu đúng 100% sẽ có phần không nhỏ tạo nên cú hích tiếp theo cho trận chiến ở Onigashima. Làm sao cô ấy có mặt tại đảo quỷ bấy lâu nay mà không ai hay biết? Người bí ẩn chữa trị cho kỷ hùng bao lúc trước thì có phải chính là cô công chúa? Nếu vậy, hẳn Hiyori đã ăn trái quỷ nào đấy liên quan đến việc ẩn nấp và mang năng lực chữa thương cực kỳ xuất sắc. Trong khoảng thời gian ngắn đã giúp nhóm của Kinemon hồi phục một cách thần kỳ. Sẽ còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra dành cho vợ tương lai của Zoro. Ít nhất việc gảy đàn tương trợ giúp phò mã đủ xứng đáng làm dâu của tộc Shimotsuki rồi chứ. Tất cả thực hư sẽ có trong bản chính thức ra mắt trong một vài ngày tới. Anh em chờ đón video phân tích của mình nhé. Và đó thì cũng chính là chi tiết cuối cùng của chapter này rồi. Nhưng mà khoan, dừng lại khoảng chừng 2 giây, mình có thêm một thông tin nóng hổi dành cho anh em đây. Theo nguồn spoil mới nhất, chúng ta sắp có movie One Piece mới rồi anh em ạ. Có thể nhiều anh em biết rồi, nhưng mà cũng có thể còn rất nhiều anh em chưa biết. Mình sẽ nói nhanh thôi. Trong chiến dịch quảng bá anime tập 1000 sẽ phát sóng vào ngày 21 tháng 11, Sở Tiro sản xuất đã giới thiệu những tấm poster mang hình ảnh của các thành viên băng hải tặc mũ rơm. Đặc biệt, tên tuổi của mỗi người được in đậm một chữ cái. Hiện tại, chúng ta đã có Zoro, Usopp, Franky, Jinbei, Luffy và Nami. Có bạn ghép nó lại là OP phim. Còn 4 ký tự nữa thì được cả bỏ ngỏ. Khả năng cao thì chúng ta sắp có movie hoàn toàn mới sau 3 năm, kể từ bộ phim gần nhất là Stampede. Anh em có ngóng chờ siêu phẩm này không? Chứ AD là hơi bị nóng đít rồi đấy nhá. Lại phải dẫn 500 anh em ra rạp thôi. Ok, và đó là thông tin cuối cùng mình muốn chia sẻ trong spoiler này. Anh em thích nhất chi tiết nào cùng nhau thảo luận ở bên dưới nhé. Rồi, và chắc chắn thì không thể quên phần dành cho khán giả. Chào đón 3 bạn may mắn nhất trong số lần này. Bạn đầu tiên là bạn Long Nguyễn Văn. Thấy ai cũng khen AD đẹp trai, thế mà vẫn FA. Này này, tôi ấy là tôi cô đơn bằng thực lực nhá. Đừng có mà nói móc, tôi khóc bây giờ đấy. Bạn tiếp theo, bạn Gia Trương Huy. Em xem kênh anh lâu lắm rồi mà giờ mới bấm vào đăng ký. Video nào cũng nhắc anh em nhớ là ấn subscribe mà giờ vậy đấy. Dối hết sức luôn. Thôi, lỡ ấn rồi đăng ký hai kênh còn lại của Samsoi đấy nhá. Và bạn cuối cùng là bạn Just Stand Still. Nếu Brook tìm thấy cơ thể của mình trước khi mà biến thành bộ xương khô thì sao vậy AD? Có thể bất tử như bây giờ không? Thực ra nếu linh hồn của ông ta không bị lạc ở trong sương mù ấy thì có lẽ Brook đã sống lại với da thịt đầy đủ rồi. Ấy thế vô tình mất đi lợi thế, chỉ còn bộ xương khô như bây giờ đấy chứ. Và đừng quên để lại comment thật bựa bên dưới ở video để mình chọn ra 3 bình luận thú vị nhất để quăng lên TV ở số lần sau nhé. Nhớ là ấn nhẹ một like, đăng ký kênh và luôn ủng hộ cho bài tập Samsoi bọn mình đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở clip ngày mai. Bye bye!